Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, phát huy truyền thống của một vùng đất anh hùng, kiên trung bất khuất trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cần cù và sáng tạo trong lao động sản xuất, ngành khai thác chế biến thủy hải sản đã mang lại nhiều giá trị tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của ngư dân. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự ngành khai thác thủy hải sản dấu ấn 30 năm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình ông Lê Văn Nở, khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, hơn 30 năm gắn bó với nghề đi biển. Ông Nở là lao động chính trong nhà. Từ con cá, con tôm, cái nghề đã giúp vợ chồng ông nuôi 5 người con khôn lớn trưởng thành. Không riêng gia đình ông Nở mà hầu hết người dân ở khu phố An Hòa 1 đều làm nghề đi biển. Đến nay, toàn khu phố có 24 tàu thuyền đánh cá, tổng công suất hơn 950 CV và hơn 80 thuyền thúng khai thác trên 150 tấn một năm. Bình quân mỗi lao động biển thu nhập 90 triệu đồng một năm. Cuộc sống của người dân nghề biển theo đó cũng khấm khá dần lên. Từ khi năm 20 tuổi đến nay là tôi là 67 tuổi. Gắn bó cuộc đời là coi như là ngư dân làm biển suốt cuộc đời để thu nhập hàng năm cho cuộc sống trong gia đình, trang trải để mà giúp sắm sửa trong gia đình mọi thứ. Và cuộc sống về đi biển thì cũng lúc có lúc thăng trầm, sóng gió so với là đời thường. Hàng năm thu nhập cũng là được 50-60 triệu. Thì cách đây 30 năm thời kỳ đang còn bao cấp thì dựa trên tài sản của nhà nước thì nguồn thu nhập là đánh bắt về là thu nhập cũng bình thường. Sau khi thời kỳ cơ chế thị trường mở cửa thì bà con tự mình vươn lên mở mang một kinh tế phát triển. Thì từ đó đến nay nghề biển phát triển nhờ thu nhập về biển nên đời sống của bà con ngày một nâng cao. Bây giờ cả công suất lợi, đời sống của nhân dân, kinh tế phát triển nên bà con đã xây dựng nhiều nhà cửa, nơi ăn ở đàng hoàng sung túc so với những thời kỳ trước đây. Tính về nghề biển thì hàng năm mỗi ngày mỗi thu nhập cao hơn. Có năm bình quân thu nhập biển từ 4 đến 50 triệu đồng, có nghề cao nhất từ 60 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Ngược dòng thời gian, cách đây 30 năm, nghề đánh bắt khai thác thủy hải sản ở Quảng Trị vẫn còn nhiều hạn chế. Năm 1989, toàn tỉnh có khoảng 1.000 tàu thuyền, tổng công suất 7.400 CV, không có tàu cá xa bờ trên 50 CV, chủ yếu khai thác ở vùng bãi ngang, ven bờ. Xa nhất là xung quanh đảo Cồn Cỏ. Người lưới cụ chủ yếu sử dụng lưới rê, lưới xăm để khai thác thủy sản. Về dịch vụ hậu cần nghề cá, thời điểm đó cũng chưa có dịch vụ thu mua, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và đá trên biển. 30 năm sau ngày lập lại tỉnh, ngành thủy sản nói chung và nghề khai thác đánh bắt thủy hải sản nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc. Nhiều tàu cá công suất lớn, nhất là tàu vỏ thép composite, trang thiết bị ngư lưới cụ, thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc và thiết bị dò cá hiện đại đồng bộ. Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có hơn 2.318 tàu cá với tổng công suất gần 127.000 CV, tăng trên 231% so với năm 1989. Nhiều tàu cá có công suất trên dưới 1.000 CV được trang bị ngư lưới cụ hiện đại và đồng bộ như lưới rê hỗn hợp, lưới vây kết hợp ánh sáng, lưới chụp, nghề pha súc đánh cá cơm. Bên cạnh đó, nhiều tàu thuyền còn được trang bị máy định vị vệ tinh, máy dò ngang để dò tìm đàn cá, sử dụng máy tời, thủy lực, giảm sức lao động và tăng hiệu quả kinh tế. Đồng thời, ngư dân đã sử dụng nhiều phương pháp bảo quản sản phẩm mới nhằm tăng chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Đặc biệt, tàu lưới vây, vỏ thép đã sử dụng hầm cấp đông, sử dụng máy thông tin liên lạc kết nối từ biển đến đất liền thông suốt. Ngư trường cũng được mở rộng. Đến nay, nhiều ngư dân đã vươn tới ngư trường Vịnh Bắc Bộ, phía Đông Nam, Đà Nẵng. Năm 2019, ngư dân Quảng Trị đã có 577 chuyến đi biển tham gia khai thác mở rộng ngư trường trên vùng biển Hoàng Sa. Cái sự khởi sắc của ngành thủy sản nói chung, đặc biệt là lĩnh vực khai thác, đã có phát triển rất xa, từ những khai thác thô sơ với những con tàu chủ yếu là thuyền nan đi về sớm chiều, thì hiện nay những con tàu khai thác xa bờ, nhất là tàu vỏ thép, tàu vỏ composite có công suất cả ngàn CV đi khai thác xa bờ và bám biển dài ngày đã đánh bắt ngày càng nhiều kiểu hiệu quả, nhất là được trang bị các cái trang bị đồng bộ, nhất là máy dò ngang, các loại máy
thông tin liên lạc hiện đại, quan sát và theo dõi tình hình ngư trường cũng như là các cái tình hình diễn biến thời tiết đã làm cho người ngư dân hiện nay với tư cách là đặt chủ các trang thiết bị và đã vươn tới những vùng biển xa để khai thác đánh bắt chủ động các cái loại cá, các ngư trường. Nhất là chúng ta đã biết trong những cái tháng đầu năm của những năm qua, những cái mẻ lưới đã đến hàng trăm tấn với doanh thu được 4 đến 5 tỷ đồng, đã góp phần làm nức lòng bà con ngư dân cũng như là đã làm sự thay đổi rất là căn bản cái nghề khai thác truyền thống trước đây, bây giờ là một nghề khai thác hiện đại gắn với phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững hơn. Phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngành thủy sản tỉnh Quảng Trị đã có những định hướng cụ thể như đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng đi đôi với bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, từng bước chuyển dịch và phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững, đẩy mạnh khai thác, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, hạn chế sử dụng hóa chất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường, tiếp tục đầu tư cải hoán, đóng mới, phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ trên 90 cv, khuyến khích phát triển tàu cá trên 40 cv trở lên, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại tham gia khai thác ngư trường xa bờ và giảm dần tàu cá dưới 30 cv. Phần đầu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có trên 2.200 tàu công suất 140.000 cv. Năm 2030 sẽ có 2.000 chiếc với tổng công suất trên 200.000 cv, tàu cá xa bờ từ 280 đến 300 chiếc. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh nghề khai thác lưới vây, đặc biệt là lưới vây ngày có sử dụng máy dò ngang sonar, nghề câu cá ngừ đại dương, chụp mực, bốn tăng gông, phát triển các nghề mới như lồng bẫy, chụp cá, rê khơi và câu khơi. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, ngành thủy sản cũng kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng xem xét và tiếp tục thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác khai thác thủy sản, phần đầu có trên 50% tàu cá khai thác hải sản hoạt động theo mô hình liên kết, khai thác, dịch vụ hậu cần và tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2020, sản lượng khai thác sẽ đạt 25.000 tấn. Những năm 2021-2030 sẽ đạt 26.000 đến 27.000 tấn. Đồng thời chú trọng công tác quản lý khai thác, phát triển nguồn lợi thủy sản bằng việc duy trì hoạt động có hiệu quả khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, thả giống bổ sung nhằm khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Chúng ta đã triển khai rất là đồng bộ, rất quyết liệt các cái chủ trương chính sách về khuyến khích như nghị định 67, quyết định 47, rồi một số cái chính sách khác hỗ trợ cho ngư dân nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu thuyền để từ đánh bắt gần bờ ra trung bờ và ra xa bờ để nâng cao được cái giá trị sản lượng của cái thủy hải sản, và phấn đấu từ năm 2017-18 đạt 32.000 tấn thì đến năm 19-20 phải nâng sản lượng lên khoảng 40.000 tấn. Và cái thị trường thì cũng đã kêu gọi các cái nhà đầu tư đến xây dựng một số cái cơ sở chế biến tiêu thụ các cái sản phẩm là về thủy hải sản trong cái địa bàn, cũng như liên kết với các cái tổ chức và hộ gia đình trong cái nuôi trồng cũng như đánh bắt, là phải ổn định cái thị trường tiêu thụ. Và trong cái thời gian đến thì sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa về cái kế hoạch chương trình hành động của tỉnh ủy về kinh tế biển để mà đầu tư hoàn thiện cái hạ tầng vùng bãi ngã, vùng cát ven biển, tạo thêm cái sinh kế mới cho bà con trong cái nuôi trồng, và cũng hỗ trợ về các cái chính sách khác để cho các cái thành lập các cái đội tàu, các cái tổ đội trên biển đánh bắt gần bờ, trung bờ, xa bờ, có cái sự hỗ trợ đặc biệt của nhà nước để cho cái ngành đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản của chúng ta trong cái giai đoạn tới phải đạt cái mục tiêu trên 1.000 tỷ đồng trên một năm. 30 năm hình thành và phát triển, một chặng đường chưa dài, nhưng ngành khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản Quảng Trị đã có những bước tiến dài, khẳng định năng lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong bối cảnh kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay, đang đặt ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những khó khăn và thách thức cho ngành thủy sản. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, ngành thủy sản sẽ tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp như đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản,
khuyến khích các nhà máy, các cơ sở chế biến, đổi mới công nghệ, nâng cấp dây chuyền, đầu tư phát triển các cơ sở đóng tàu, sản xuất ngư lưới cụ, máy móc, thiết bị khai thác, hình thành hạ tầng dịch vụ đồng bộ, nâng cao năng lực quản lý, hoàn thiện, bổ sung quy hoạch và khai thác hiệu quả hệ thống cảng cá, bến cá, đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất dịch vụ thủy sản, tăng thời gian bám biển, chất lượng sản phẩm và đảm bảo thu nhập cho ngư dân. Với sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, bằng nhiều giải pháp trọng tâm, thiết thực và hiệu quả, chính sách phù hợp, ngành khai thác, chế biến thủy hải sản Quảng Trị sẽ có những chuyển biến tích cực và vững chắc hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của toàn tỉnh trong thời gian tới. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.